Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 6. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái tiết 1 của cái bài số 6, đó chính là tính chất của phép cộng các số nguyên, đúng không nào? Thì trong clip này thì chúng ta đã nắm được tất cả các tính chất của phép cộng các số nguyên, ví dụ như là tính chất giao hoán, tính chất cộng với số 0, tính chất kết hợp, vân vân. Thì chúng ta trong bạn nào chưa xem thì vào clip đó xem và xem một số ví dụ và cũng như là phần bài tập 190 này thầy đã giải cho các em rồi này. Trong clip hôm nay thì thầy sẽ bắt đầu giải cho em từ bài 191 trở đi. Ok, nhiệm vụ của em là đó chính là click quảng cáo của thầy, chia sẻ bài giảng giúp thầy, like, comment tích cực và đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông em nhé. Cảm ơn em, chúc cho em sức khỏe và có nhiều niềm vui trong học tập nhé. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi sang bài 191. Ok, ta đi sang bài 191 em. Tính tổng các số nguyên x, biết tổng ở đây chính là phép gì em? Phép cộng, đúng không nào? Thì cái bài này chúng ta đã xem ở cái ví dụ 25 á, bạn nào hiểu rồi thì cái bài này rất là dễ nha. Và chúng ta sẽ biết được cái kết quả luôn, đúng không? Ở đây câu A là âm 50 nhỏ hơn x nhỏ hơn bằng 50. Nhưng mà thì ở đây cái chỗ x này nó có dấu bằng không em? À không, đúng không nào? Thì chứng tỏ cái số âm 50 này có lấy không? À không lấy. Nhưng mà ở đây các em thấy x nhỏ hơn hoặc bằng 50 thì chứng tỏ số 50 này sẽ lấy. Như vậy thì cái x này em trình bày vô luôn nha. Các cái số nguyên x thỏa mãn âm 50 nhỏ hơn x nhỏ hơn bằng là 50 là. Như vậy thì ở đây x nó sẽ ra được các cái số. Như vậy ở đây á, x lớn hơn 50 thì chứng tỏ chúng liệt kê là âm 49 này, âm 48 này, âm 47 này, vân vân đây. Cho tới là gì, 47 này, 48 này, 49 này. Và ở đây chúng ta lấy luôn cả số 50, tại vì ở đây nó có dấu bằng. Các em hiểu chưa nào? Như vậy thì nhìn vào đây thì chắc chắn ta đã thấy được cái tổng nó bằng bao nhiêu. Chắc chắn là bằng 50, tại vì những cái cặp số dù âm 49 hay 49 này, âm 48 hay 48 này, âm 47 hay 47, tương tự như thế, thì nó sẽ bằng 0. Và kết quả này chắc chắn sẽ bằng 50 này. Các em hiểu nào? Đấy, như vậy thì ở đây chúng ta ghi như thầy là tổng của các số nguyên đó là như vậy thì S này sẽ bằng là chúng ta sẽ tiến hành nhóm âm 49 cộng 49 ở đây một nhóm âm 48 cộng 48 âm 47 cộng 47 là chúng ta cộng vân vân. Cái hiểu nào? Cộng vân vân, cộng số 0 ở đây và cộng với 50. Ví dụ như âm 46 với 46 vân vân hơn, cho bây giờ mình ta viết hết thì cũng không được, ra được 0 cộng 0 cộng 50 ở đây, được chưa? Thì kết quả ở đây sẽ bằng 50. Các em hiểu ở câu A chưa nè? Chúng ta đi sang ở câu B các em nhé. Câu B, B chúng ta làm tương tự nha. Câu B chúng ta ở đây là x âm 100 nhỏ bằng x nhỏ hơn 100. Thầy câu B này thầy chỉ hướng dẫn thôi nha, còn em trình bày thì làm tương tự giống như các bước này của thầy. Như vậy thì các số nguyên x này á, chắc chắn nó sẽ thỏa mãn đó chính là gì em? Ở đây các em thấy có dấu bằng thì đây sẽ là âm 100, đúng không? Âm 99, âm 98, vân vân, ở đây cho tới là gì các em? 98 với lại là 99, tại vì ở đây nó không có dấu bằng nên số 100 này. Nếu ở đây có dấu bằng nữa thì kết quả ở đây chắc chắn sẽ bằng 0. Nhưng mà ở đây không có dấu bằng thì chúng ta lấy tới 99 thôi. Như vậy thầy nói luôn là kết quả ở đây sẽ là bằng âm 100. Những cái cặp này nó đã bằng 0 hết. Kết quả ở đây này, hiểu chưa? Cái nào dễ thì thầy làm nhanh, cái nào khó thì thầy đi chậm một chút, được chưa? Trong cái này thì làm y xì câu A nên là chúng ta chỉ việc liệt kê và nhóm lại thôi, chẳng có gì mà phức tạp cả. Nhưng mà kết quả ở đây là S, tổng S đây là bằng âm 100 em nhé. Chúng ta sẽ đi sang cái bài âm, thầy nói bài 192. Ta đi sang bài 192, bài này tương đối khó một chút. Bài này thầy nói khó thì nghĩa là cái độ suy nghĩ chúng ta cũng có trong đó nghe em.
chứ không phải là ta nhìn vào mà chúng ta có thể biết được nha. Cái đề bài như sau em, cho 10 ô liên tiếp sau, 10 ô liên tiếp. Đây thầy đếm này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đúng 10 ô đúng không? Hãy điền các số nguyên vào các ô trống sao cho tổng 3 số. Thầy đọc lại này, hãy điền các số nguyên vào các ô trống, như là các ô trống này. Trên hai cái số này người ta đã cho sẵn em rồi. Sao cho tổng 3 số ở 3 ô. Tổng là phép gì? Tổng là phép cộng. 3 số ở 3 ô liên tiếp đều bằng 0. Nghĩa là ở đây này, kem đếm này, liên tiếp này, 1 2 3 cũng là liên tiếp, hoặc là 1 2 3 cũng là liên tiếp, hoặc là 1 2 3 cũng là liên tiếp. Thì tổng của 3 số liên tiếp ví dụ như 1 2 3 là gì em? Là bằng 0. Không? 1 2 3 là bằng 0. Ý là như thế. Như vậy thì bây giờ để giải được cái bài này thì chúng ta phải làm sao đây để chúng ta có thể tìm ra được những cái ô còn lại này mà người ta, trong khi đó người ta chỉ cho các em được hai số âm 13 và âm 27 ở chỗ này. Thì đầu tiên thầy sẽ hướng dẫn ở trên cái ô này trước, sau đó thầy sẽ lập luận và ghi cho các em sau nha. Đầu tiên các em gọi các cái số cần điền ở đây ha, các ô trống theo thứ tự từ trái sang phải, theo thứ tự đây này, thầy điền luôn A, B, C, D, E. Các em hiểu không? G, OK, H và I. Được chưa? Các em thấy này. Như vậy thì ở đây ta có này, có phải ba cái ô, tổng 3 ô liên tiếp là bằng 0 đúng không? Nghĩa là A cộng âm 13 cộng B thì bằng 0. Có đúng không? Và ở đây âm 13, 3 số liên tiếp nữa này, âm 13 cộng B cộng C cũng bằng 0. Như vậy thì ở đây tổng 3 này bằng 0 và tổng 3 này bằng 0, thì chứng tỏ từ đây chúng ta có thể suy ra là A cộng âm 13 cộng B nó sẽ bằng là âm 13 cộng B và cộng cho C. Chứ gì nữa các em? Tại vì kết quả của hai anh đây đều bằng 0 nên hai anh đây sẽ bằng nhau, và kết quả đi ở đây đều là bằng 0. Hiểu chưa nào? Như vậy thì ở đây các em thấy âm 13 với âm 13 ở hai vế giống nhau nên ta lược bỏ, nghĩa là triệt tiêu nhau. Đúng không? Ở đây B với B triệt tiêu nhau, thì chứng tỏ từ này chúng ta suy ra là A phải bằng C. Như vậy A này sẽ bằng C, chứng tỏ C này cũng sẽ bằng âm 27. Tại vì ở đây cái quy luật của chúng ta nghĩa là gì? Nghĩa là cứ cách 2 ô nha, cứ cách 2 ô, cứ cách 2 ô. À, cứ cách 2 ô, các số nó như nào sẽ được lặp lại. Lặp lại. Lặp lại thì chứng tỏ đây này, A thì bằng C này, A cách 2 ô này, A này cái này như này, A cách 2 ô tới C là bằng nhau, cách 2 ô D với E thì chứng tỏ ở đây bằng gì? Âm 27, và chỗ Y này cũng sẽ bằng 27, chứng tỏ ở đây chúng ta có thấy thể thấy là A sẽ bằng C, sẽ bằng Y luôn và sẽ bằng là âm 27. Được chưa? Những cái vị trí đó chúng ta phải điền là âm 27 là cái thứ nhất. Sau khi chúng ta đã có A ở đây âm 27 thì bây giờ chúng ta sẽ tính được B. Được không? Được. Tại vì sao? Tại vì bây giờ A ở đây chúng ta thế bởi âm 27 rồi. Thì chúng ta thấy là âm 27 mà cộng với âm 13 thì ở đây sẽ bằng âm 40. Âm 40 mà cộng với B bằng 0 thì B này chính là số đối. B này chính là số đối của âm 40 thì B này chính là bằng 40. Các em hiểu không? B này là bằng 40. Như vậy cái anh B này nó sẽ bằng anh E. Tại vì theo quy luật chúng ta này, B này rồi cách hai số lại bằng E, nghĩa là B sẽ bằng E sẽ bằng H. Như vậy thì chúng ta có B sẽ bằng E và bằng H sẽ bằng là bao nhiêu? Bằng 40. Em có hiểu không vậy trời? Hiểu đúng không? Hiểu chưa? Đấy. OK, thì đây chính là những cái số chúng ta cần phải điền. Được. Rồi, các em hiểu chưa nào? Còn những cái số này, dù âm 13 ở đây thì chứng tỏ bằng D này, âm 13 thì bằng D này và bằng G này. Như vậy D ở đây sẽ là bằng âm 13 và G này này cũng bằng âm 13. Lại xong. Hiểu chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ trình bày một cách bài bản để chúng ta có thể khi mà gặp cái bài này á, thì chúng ta cũng có thể làm được. Nãy giờ thầy giảng để các em hiểu thôi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành trình bày vô.
chúng ta gọi các cái số cần điền vào các cái ô trống theo thứ tự. Từ trái sang phải là gì các em? Đó chính là A này, B này, C này, D, E, G, H, I. Nghĩa là nhiệm vụ chúng ta cần phải tìm những chữ cái này bằng bao nhiêu. Sau đó chúng ta sẽ điền vào ở đây. Giống như nghĩa là chúng ta phải kiểm cái bảng này vào trước. Sau đó chúng ta sẽ kiểm cái bảng thứ hai là những số chúng ta cần điền. Ok. Như vậy thì theo đề bài, theo đề bài ta có, như vậy chúng ta có là A, nghĩa là ba số liên tiếp thì bằng 0. Không, thì nó cũng sẽ bằng chính ba số liên tiếp ở đây. Đó, thì từ đây hồi nãy ta đã nói là hai này trừ tiêu, hai này trừ tiêu thì nó sẽ bằng A bằng C. Có đúng không nào? Từ đây chúng ta suy ra A sẽ bằng C. Nghĩa là gì các em? Nghĩa là ở đây cái quy luật của chúng ta là nghĩa là cứ hai ô đó nào, các số lặp lại thì từ đó ta có, bây giờ chúng ta sẽ xác định được trước đó chính là gì các em, đó chính là A sẽ bằng là gì các em, bằng C bằng âm 27 và bằng Y. Chúng ta viết theo cái thứ tự luôn, tất cả anh này là đều bằng âm 27 à. Và tương tự như vậy thì chúng ta cũng có cái số âm 13 ở đây, nó sẽ bằng D và bằng G. Em hiểu không nào? Thì bây giờ ở đây chúng ta sẽ tính ra B thì bằng E bằng H là bằng bao nhiêu, hồi nãy thầy tính là bằng 40. Em hiểu chưa nào? Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ có là gì các em? Hay là chúng ta ta có này, chúng ta thế vô để chúng ta tính cái chỗ đây để ra B được không nào? Như vậy thì ở đây chúng ta có âm 27 cộng âm 13 cộng với B ở đây bằng 0. Thì từ đây chúng ta sẽ suy ra, từ đây chúng ta sẽ, ở đây nó là cái phần riêng hồi thầy quay trong clip trước nên là các em không quan tâm nhé. Suy ra B ở đây sẽ bằng là bao nhiêu em? 40. Số đối của âm 40 là 40 đó nào. Nên ở đây chúng ta sẽ có là gì các em? B bằng E bằng H và bằng 40. Đó, được chưa? Đó. Nhưng mà chúng ta đã có đầy đủ tất cả chữ cái rồi đó. Hiểu chưa nào? Đây. Hiểu chưa nào? Đó. Nhưng mà chúng ta những số cần điền thì chúng ta đã thấy và đã biết rồi đúng không nào? Hiểu chưa? Những cái bài nào nó đòi hỏi tư duy chúng ta một chút thì chúng ta cũng cần phải suy nghĩ. Như vậy ở đây có cần thầy điền lên để chúng ta thấy kết quả không nào? Như vậy đây chính là âm 27 này, đúng không? Thì ở đây bằng C, đây âm 27 đây âm 27, đây âm 27 này, âm 13 đây, thì ở đây D cũng sẽ là âm 13 này, G đây cũng sẽ là âm 13 này, còn lại đây là những cái số, đây là 40 này, 40 này, và đây sẽ là 40. Đây là những số chúng ta cần phải điền. Được chưa nào? Đấy. Ok. Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc các em nha. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái bài 193 trở đi. Các em nhớ đăng ký khóa online để nhận đầy đủ được các cái đường link các em nha. Và đồng thời clip quảng cáo chia sẻ các bài cho thầy ở trên Facebook hoặc là chia sẻ trên YouTube. Được chưa nào? Cảm ơn các em. Bye bye nha.